sau cái vụ bóng cười của Trung Quốc đã thâm nhập vào cái vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, thì có một số khán giả bình luận nói là tên lửa đất đối không khó có thể mà bắn được khinh khí cầu ở cái độ cao là 60.000 feet, tức là khoảng 19 km, là 19.000 mét. Thì mình mới dở cái hồ sơ của CIA, tức là tài liệu mật của CIA công bố gần đây thôi. Họ chỉ công bố gần đây là khoảng năm 2015. Thì mình thấy có một cái tài liệu trình bày về cái vụ bắn hạ máy bay do thám U-2 mà đã từng làm cái cuốn phim tên là Bridge of Spies. Thì mình có đọc tài liệu và tóm tắt như thế này cho cả nhà mình cùng rõ. Đó là trong cái chiếc máy bay mà do thám U-2, cái người phi công tên là Powers, ông đang lái chiếc máy bay U-2 bay qua không phận Liên Xô thì bị tên lửa đất đối không SAM-2 bắn hạ. Và cái tài liệu CIA, tình báo CIA cung cấp, chuyến bay của Powers được gọi là chiến dịch Grand Slam, là chuyến bay thâm nhập sâu thứ 24 của Liên Xô, tức là vào lãnh thổ Liên Xô, và nó sẽ là lần cuối cùng của chiến tranh lạnh. Máy bay U-2 là một chiếc máy bay màu đen, bóng bẩy, được phát triển bởi Skunk Works của Lockheed Martin, được đưa vào sử dụng vào những năm 1950 và sau một số biến thể và nâng cấp. Nó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, và chữ U là viết tắt của từ Utility, có nghĩa là tiện ích, và được chọn để cố ý làm mơ hồ, cũng như ký hiệu số của nó, mặc dù trông giống như một chiếc máy bay phản lực bình thường. Ngoài sải cánh lớn bất thường, chiếc máy bay này có một đặc điểm thiết kế độc đáo cho phép nó duy trì trọng lượng thấp và độ cao lớn, ngay cả khi chở đủ nhiên liệu cho các chuyến bay xuyên lục địa. Phần đuôi của U-2 giống như một chiếc tàu lượn hoặc máy bay buồm, được gắn vào phần còn lại của thân máy bay chỉ bằng 3 chốt căng. Độ cao của U-2 là điều khiến nó trở thành một nền tảng trinh sát có khả năng như vậy. Bay ở độ cao hơn 70.000 feet, máy bay được thiết kế để bay ngoài tầm bắn của các hệ thống tên lửa đất đối không, và máy bay chiến đấu phản lực không thể đánh chặn máy bay ở độ cao đó. Theo các tài liệu tình báo của CIA, nhiên liệu của nó được sản xuất bởi công ty dầu Shell với sự hỗ trợ của phó chủ tịch công ty tướng không quân đã nghỉ hưu James Doolittle, người đã tham gia cuộc đột kích Doolittle nổi tiếng. Nhiên liệu sử dụng một số sản phẩm phụ từ dầu mỏ mà Shell thường sử dụng trong bình xịt côn trùng mà họ bán, có tên là Flit. Và theo các tài liệu, đã xảy ra tình trạng thiếu bình xịt trên toàn quốc năm 1955 để Shell có đáp ứng các yêu cầu về nhiên liệu của chương trình U-2. Khi Powers cất cánh từ Peshawar, Pakistan vào đầu giờ ngày 1 tháng 5 năm 1960, CIA và Trung tâm Tình báo Kỹ thuật Hàng không đã đánh giá rằng khả năng tên lửa đất đối không của Liên Xô có xác suất đánh chặn thành công cao. Ở độ cao 70.000 feet, với điều kiện là việc phát hiện được thực hiện đủ thời gian để cảnh báo cho một địa điểm. Ngoài ra, cơ quan tình báo CIA đã biết rằng Liên Xô đã theo dõi một chuyến bay trước đó ở trạng thái rất sớm của nhiệm vụ. Tuy nhiên, không có khuyến nghị nào được đưa ra để hủy các chuyến bay trong tương lai, vì thông tin tình báo thu thập được từ mỗi nhiệm vụ khiến rủi ro có thể chấp nhận được. Khi Powers đạt đến độ cao thâm nhập của mình là 66.000 feet, tức là độ cao cũng trùng với chiều độ cao của bóng cười Trung Quốc thâm nhập vào lãnh thổ của Mỹ vào tuần vừa rồi, anh ta chỉ bấm đài phát thanh của mình để báo hiệu cho những người giám sát nhiệm vụ ở Peshawar rằng mọi thứ đang hoạt động trên máy bay và nhiệm vụ đang diễn ra theo kế hoạch, vì sự im lặng của vô tuyến điện được thực thi nghiêm ngặt trong các nhiệm vụ thâm nhập này. Mục tiêu đầu tiên của anh ta là một bãi thử tên lửa gần Chelyabinsk, nơi anh ấy sẽ chụp ảnh trước khi bay từ Nam lên Bắc qua Sverdlovsk và Kolas, và cuối cùng là Murmansk, nơi anh ấy sẽ rẽ về phía Tây và đi đến Bodo, Na Uy. Mặc dù khởi động thuận lợi, radar của Liên Xô đã phát hiện ra Powers 15 dặm về phía nam của biên giới Afghanistan của Liên Xô kể từ ngày lễ lao động là một ngày lễ quốc gia. Giao thông hàng không Liên Xô là tối thiểu để đối phó với sự phát hiện của Powers. Liên Xô đã hạ cánh giao thông hàng không dân sự trên những vùng đất rộng lớn của đất nước và điều động 13 máy bay đánh chặn. Sau 4 tiếng rưỡi bay, một tên lửa đất đối không SAM-2 đã phát nổ phía sau Powers
U-2 ở độ cao khoảng 70.500 feet. Mặc dù các chuyến bay do thám của U-2 thường được lập biểu đồ để tránh các địa điểm SAM, nhưng những người lập kế hoạch cho nhiệm vụ đã không biết về chiếc đã bắn loạt 3 tên lửa bắn hạ Powers cũng như một máy bay Liên Xô được cử đến để đánh chặn anh ta. Theo các tài liệu của CIA, lực ly tâm của máy bay đang quay theo hình xoắn ốc khiến anh ta không thể sử dụng ghế phóng. Thay vào đó, Powers thả mui che và chuẩn bị nhảy ra khỏi máy bay bằng tay. Powers cũng đã chuẩn bị kích hoạt các công tắc hủy cho camera của máy bay nhưng không thể thực hiện được vì sau khi thả dây an toàn, anh ta ngay lập tức bị ném ra khỏi máy bay, nơi anh ta tiếp tục treo lủng lẳng bằng vòi oxy cho đến khi nó bị đứt. Máy bay bị rơi phần lớn còn nguyên vẹn và Powers đã được lực lượng Liên Xô cứu tại một cánh đồng ở ngoại ô Sverdlovsk ngay sau đó. Để đối phó với vụ bắn hạ, các quan chức Hoa Kỳ đã khởi xướng phản ứng của họ dựa trên tình huống xấu nhất, một tình huống trong đó chiếc máy bay bị bắn hạ và cả cuốn phim trong camera trên máy bay cũng như phi công đều không sống sót. Câu chuyện được dựng lên là do phi công của một chiếc máy bay thời tiết độ cao bất tỉnh do trục trặc khiến máy bay chệch hướng và đâm vào lãnh thổ Liên Xô. Tuy nhiên, vụ tai nạn của Powers là một tình huống xấu nhất và người Nga đã can thiệp trực tiếp vào việc này, chỉ tiết lộ những mẫu thông tin nhỏ về vụ tai nạn khiến người Mỹ dính vào câu chuyện che đậy của họ. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1960, gần một tuần sau khi vụ tai nạn, Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev tiết lộ rằng Powers thực sự vẫn còn sống và đã thừa nhận làm gián điệp về Liên Xô cho Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng thống khi đó Dwight D. Eisenhower đã nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc sau đó. Tất cả các chuyến bay của U-2 trong tương lai đều bị hủy bỏ và đội trinh thám U-2 ở nước ngoài bị rút lui hoặc bị cắt bỏ. Powers, người đã bị kết án 10 năm tù dưới bàn tay của những kẻ bắt giữ Liên Xô, lúc bấy giờ đã được trả tự do để đổi lấy điệp viên KGB Rudolf Abel bị bắt vào ngày 10 tháng 2 năm 1962. Cảm ơn quý vị khán thính giả vừa mới nghe cái câu chuyện thật sự để trả lời câu hỏi cho một vị khán giả trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tý. Nói tên lửa không thể với đến tầng bình lưu 60.000 feet, nhưng thực sự tên lửa đất đối không SAM 2 của Liên Xô không đùa được đâu quý vị khán thính giả ạ. Và vào năm 1960 với kỹ thuật hiện đại lúc bấy giờ, so với kỹ thuật hiện tại thì không biết Nga đã đi tới mức độ nào. Nhưng vào năm 1960, tên lửa SAM 2 đã từng đánh chặn một máy bay trinh thám U-2 trên tầng bình lưu khoảng cự ly từ 66.000 feet cho đến 70.000 feet. Đây là một câu chuyện có thật trong hồ sơ dữ liệu của cơ quan tình báo CIA. Xin cảm ơn quý vị và khán giả rất nhiều. Để ủng hộ Chuyện nước Mỹ của Tý, xin quý vị các thính giả vui lòng like, share và đăng ký để cho kênh phát triển. Tý chân thành cảm ơn.